Dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho đảo Lý Sơn bằng các ngầm dược biển. Đây là một niềm vui, một điều mơ ước của huyện đảo Lý Sơn, của tỉnh Quảng Ngãi, của tất cả chúng ta đã trở thành. Ngày 28 tháng 9 năm 2014, một ngày đáng nhớ của không riêng gì người dân Lý Sơn. Ngày đó là sự kiện đáng tự hào của ngành điện lực Việt Nam. Một công trình ban đầu chỉ nằm trong trí tưởng tượng của nhiều người, nhưng đã trở thành hiện thực. Ngày đó kết thúc nhiệm vụ của nhà máy điện chạy bằng diesel suốt 15 năm trời, cấp điện vài tiếng đồng hồ trong ngày, lại bữa có, bữa không. Những chiếc máy phát điện ở hộ dân cũng bắt đầu được lưu giữ làm kỷ niệm. Bây giờ rất mừng là bây giờ mà cái cả về tương lai cho con cháu có điện để phát triển toàn diện, để xây dựng cái đó chúng ta là vững mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng. Hầu chưa có điện thì lao động mình chúng ta năng suất nó không có, thì cuối cùng là sao? Cuối cùng là coi như là cái đào sóng ngọn gió là coi như vất vả với thiên nhiên, cho nên không đóng bộ đào sóng mà là cái điện đó là thật là rất là cảm ơn nhà nước. Đảo Lý Sơn thực sự bừng giấc. Điện ra đảo là nguồn năng lượng thúc đẩy mọi mặt đời sống. Hình ảnh nông dân kéo ống tưới hành, tưới tỏi được thay bằng những bơm tưới tự động. Năng suất và sản lượng hành tỏi tăng vượt trội. Tiềm năng du lịch trên hòn đảo thiên đường giữa biển cũng thực sự được đánh thức. Đảo Bé, tức đảo An Bình, huyện Lý Sơn là địa bàn khó khăn nhất trong việc cấp điện. Thách thức của khó khăn đã tạo những trăn trở và sáng tạo. Tháng 8 năm 2017, ngành điện đã nỗ lực đầu tư hệ thống diesel kết hợp điện năng lượng mặt trời và đảo Bé đã được cung ứng điện 24/24. Mọi người dân ở đảo Bé thì hầu như là bỏ xứ đi hết. Tại vì khó ở quá, với lại nước đã thiếu rồi nhưng mà điện không có nữa thì nói chung là không thể ở được. Nhưng mà có điện như năng lượng mặt trời với lại máy phát thì cung cấp nói chung là hầu như là 24/24, cho nên là người trẻ thì với lại người đi xa thì có xu hướng là về để phát triển quê hương. Cái việc mà phát triển kinh tế xã hội của huyện Lý Sơn, nhất là trong cái lĩnh vực dịch vụ du lịch và phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện là càng ngày càng phát triển và nó có cái cấp số nhân cao so với trước khi có điện năm 2014. Lý Sơn là huyện đầu tiên ứng dụng khoa học công nghệ để vận hành lưới điện phân phối. Toàn bộ công tơ trên đảo được trang bị hệ thống thu thập chỉ số công tơ từ xa. Hệ thống lưới điện trên đảo được xếp vào diện tiên tiến bậc nhất Việt Nam vì được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Công ty Điện lực Quảng Ngãi xác định việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục cho huyện đảo Lý Sơn là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, không những phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội mà còn phục vụ cho an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thời gian đến, công ty Điện lực Quảng Ngãi sẽ tập trung nhiều nguồn lực hơn nữa, tăng cường cơ số vật tư thiết bị dự phòng, đẩy mạnh và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật, kinh doanh dịch vụ khách hàng nhằm thực hiện tốt hơn nữa các chỉ tiêu về độ tin cậy của cấp điện và mang đến cho khách hàng dịch vụ về điện công khai, minh bạch, hiện đại, thuận lợi và dễ dàng hơn. Công trình cấp điện cho đảo Lý Sơn đã trở thành một điểm sáng trong đầu tư công ích của ngành điện, kết nối những giá trị và hiệu quả, rút ngắn khoảng cách phát triển kinh tế xã hội giữa đảo và bờ. Điện ra đảo cũng đã góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Rồi đây, những đổi thay của huyện đảo sẽ còn tiếp tục được viết tiếp ở những chương sau.